chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê đau nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình độ. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân đúng chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta, gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê đau nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân của đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân vững chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta, gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp ngoan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp ngoan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Thành vào giờ này chúng con đỡ đầu quá trình đại đức
cảm ơn pháp cho hạ phật tử chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và chư tôn thiền đức trong ban tổ chức khóa tu tại chùa Long Viễn, nhà Vĩnh Long. Chúng con được nhân duyên trên con đường hoằng pháp, được quý ngài hân hỷ cho phép chúng con về đây để chia sẻ giáo lý cùng với Phật tử. Đó là một cái duyên lành mà một đời một kiếp chúng ta có cái nhân duyên thì khó, mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có nhân duyên với nhau, cho nên hôm nay ta mới có cái mái chùa thân thương và thầy trò chúng ta mới có cái điều kiện để học hỏi giáo pháp của Như Lai. Chúng tôi mời quý vị đồng chấp tay để cầu nguyện hồng ân tam bảo, phóng quang gia hộ, cho Phật pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Cầu nguyện chư tôn hiền đức, pháp thể tinh an, chúng sinh dị độ, luôn là ngọn hải đăng soi đường để dìu dắt chúng con từ bến mê sang bờ giác. Và cầu nguyện tất cả các anh linh, thánh tử đạo, vì con đường Phật pháp, vì mạng mạch của Như Lai mà hy sinh báo thân của mình để cho Phật giáo được lan rộng khắp năm châu bốn biển. Và cũng cảm niệm đến tứ ân với những người đã hy sinh cho hòa bình của nhân loại và đất nước Việt Nam. Xin tam bảo chứng minh và gia hộ, xin anh linh gia trì cho Phật pháp được trường tồn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại Chứng Minh. Và thầy cũng trân trọng kính chào hôm nay chắc gần 500 người có mặt ở đây. Chúc quý vị luôn được an lạc tâm bình trong ánh hào quang của chư Phật hộ niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà ta mời đi cái máy này, nó muốn bởi lên cộng thầy đến đây là thầy giảng hình như được 2 lần rồi phải không? 2 lần rồi, lần này là lần thứ 3 phải không? Lần này là lần thứ 3, nhưng mà lần này là chúng ta học đồng với nhau, là chúng ta học lâu dài chứ không phải là học một ngày một bữa. Từ cái chỗ mà học lâu dài đó đó, cho nên bữa nay chúng tôi xin cái tấm bảng để chúng tôi dạy. Vì học lâu dài mà không dạy đó, học rồi quên rồi nói nghe không là quên, phải ghi mới được. Rồi từ chỗ đó là chúng tôi xin cái tấm bảng để chúng tôi ghi lên, để quý vị có thể là theo dõi ai học được chữ nào hay chữ nấy, đỡ hơn học nguyên buổi không có chữ nào. Quý vị đồng ý không? Đồng ý không? Có khi bữa nay mình học rồi, cái mai mốt á mình về mình coi lại cái đĩa, cái mình nhớ lại một lần nữa là bữa đó tôi có học. Bởi vì như lời của chư tôn thiền đức giáo thọ có dạy rằng, với một cái miếng giấy nhỏ mà cái bộ nhớ của nó còn hơn một vị tiến sĩ. Một miếng giấy nhỏ mà bộ nhớ nó hơn một vị tiến sĩ. Vì nếu không có miếng giấy đó là chúng ta cũng trở thành học giả chứ không có học thiệt. Tại vì mình học rồi cũng quên rồi mà. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bữa nay là kết hợp với nhau. Chúng ta học cho nên là quý vị phải kết hợp với thầy, chứ không được để thầy làm việc một mình nha. Nhờ thầy hỏi đại chúng, đạo Phật là đạo gì? Hôm nay thầy dạy với chủ đề một chữ giác.
một chữ giác ha. Vậy ở đây thầy hỏi đạo Phật là đạo gì? Có người nói là từ bi trí tuệ, phải không nè? Từ bi trí tuệ rồi gì nữa không hả? Rồi đạo Phật là đạo gì nữa? Giác ngộ. Rồi đạo Phật là đạo gì nữa? Giải thoát. Nghĩa gì nữa? Rồi ở trên từ bi hả? Đạo Phật là đạo hiếu nữa hả? Đạo Phật là đạo hiếu nữa. Rồi gì nữa quý vị hả? Bình đẳng. Bình đẳng. Rồi còn gì nữa không? Bình đẳng. Đã nói bình đẳng là không phân biệt rồi đó. Còn gì nữa không? Ở cái nhà bên kia là chỉ nghe thôi chứ không có ý kiến ý còi gì phải không? Thì bên kia mất nghe không. Rồi bên đây còn ý kiến gì nữa không? Ở đây câu hỏi được đặt ra, chúng ta đệ tử Phật, vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật là đạo gì? Có người nói đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo giải thoát. Vậy có ai phản đối không? Vậy là đồng thuận hết phải không? Nghe anh im rơ người ta. Đồng thuận hay phản đối cũng không nghe ý kiến gì. Đồng thuận phải không? Rồi bây giờ tới thầy phân tích. Từ bi trí tuệ là thực hành, giác ngộ là cái nhân, giải thoát là cái quả, hiếu là một trong các hạnh mà của người đệ tử phải thực hành trong tiến trình từ bi và trí tuệ. Bình đẳng là trong con đường thực hành. Như vậy thì cái nhân là giác ngộ, cái quả là giải thoát. Khi quả giác đã tròn đầy thì đó là giải thoát. Vậy tại sao thầy nói đạo Phật cái nhân là giác ngộ? Vì Đức Phật là đấng toàn giác, phải không nè? Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Vậy thì toàn giác nó nằm trong cái nghĩa của trí tuệ, đúng không? Chứ không lẽ toàn giác, vậy thì giác là gì? Giác là biết, được chưa? Giác là biết, phải không? Được không? Rồi, như vậy thì bây giờ mình là đệ tử của bậc toàn giác. Như vậy tại sao bữa nay chúng ta phải học? Vì con còn mê, con còn mê cho nên con phải học để con giác. Dễ hiểu không? Nếu nghe hoài nghe rồi quên rồi lỗ vốn. Nghe con vẫn cứ còn mê. Rồi như vậy thì để cho mình có một cái tâm bình đẳng thì khi đó đòi hỏi mình phải là cái người giác như thế nào. Mình giác như thế nào mình mới có tâm bình đẳng. Cháu mình với cháu nhà hàng xóm thương giống nhau, con mình với con bà hai kế bên thương giống nhau, làm được không? Tài sản của mình chia cho con mình với con nhà hàng xóm giống nhau, được không? Được mới lạ. Thấy không? Hiểu phải không? Rồi nếu mà đạo Phật là đạo hiếu thì đó là một trong các cái hạnh thôi. Chứ còn nếu mà nói đạo tâm Phật là tâm hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu, người thực hiện tu theo Phật là phải tu theo hiếu, thì cái đó là một trong các cái hạnh thôi. Nhưng mà cái quan trọng là giác. Vậy chúng ta giác tới đâu là trí tuệ chúng ta nó sáng tới đó, hả không? Rồi cái lòng từ bi của chúng ta như thế nào để chúng ta gần gũi với một đấng từ bi trên lộ trình giác ngộ đó. Cái này là lộ trình giác ngộ, phải không? Thầy nói vậy ai ghi được gì ghi à đó. Còn không ghi được thôi, có còn hơn không à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cho cái hợp đồng này là tôi dạy từ cái chữ giác. Quý vị nói theo tôi, Đức Phật là đấng toàn giác, có nghĩa là ngài phải qua hai giai đoạn tự giác, giác tha. Ngài là đấng
giác hạnh viên mãn. Còn con là coi cái gì ngộ ngộ giác. Phải không? Con là người học đạo giác ngộ mà coi cái gì ngộ ngộ con giác. Như vậy thì bây giờ phải như mà cái người có trí tuệ đó thì mới coi cái gì ngộ ngộ giác. Còn cái người mà không biết cái gì hết, đụng cái gì giác cái này. Bữa nay nhờ cái đó, lý do đó chúng tôi mới có chuyện giảng chứ. Giả sử như giờ nếu như mà mình coi cái gì ngộ mình mới giác thì mình có khổ không quý vị? Có khổ không? Không. Giả sử như mà mình nói cái này ngộ có nghĩa là gì? Cái đó là nó đẹp, cái đó là nó tốt, cái đó là nó tuyệt vời, là nó ngộ. Ngộ là cái tốt. Giả sử như giờ nè, cái anh kia, anh thấy cái cô kia ngộ ngộ, anh giác. Mà anh giác về rồi á, thì anh nói ngộ, anh giác có nghĩa là tốt, anh mới giác, anh giác cái xấu. Tốt mới giác. Vậy mà về quánh lộn là sao? Về một thời gian anh nói ra đường thấy vợ người ta thấy mê, về nhà nhìn bà thèm kêu công an bắt là sao vậy ông? Đó, lúc đầu ông nói tôi là tuyệt vời lắm mà sao giờ này ông nói kỳ vậy? Vậy là phải giác ngộ hay là giác lộn? Giác lộn hay giác ngộ? Quý Phật tử hồi nhỏ tới giới lớn giờ là giác ngộ hay giác lộn? Giác lộn hả? Giờ có giác lại không? Muốn giác nữa không? Không hả? Bủ lộn lần ớn hay sao hả? Trời, cảm ơn cô. Tại sao người ta giác lộn thì ta giác lại chứ. Ủa giác lần một ớn hay sao giờ không giác nữa hả? Sợ lộn nữa. Công nhận hay. Tôi nói giác lộn rồi giờ con chưa biết cái nào chắc ăn cho nên chưa dám giác lại. Nhưng mà thật sự ra thì giác nó đối lập với mê. Vậy thì nếu như mà chúng ta còn mê là chúng ta chưa có giác. Có nghĩa là mê là ngu. Mê là ngu mê. Còn giác là hiểu biết. Giác là hiểu biết, mê là ngu mê. Như vậy thì bên kia là trí tuệ, còn bên này là si mê. Như vậy thì nếu như si mê để tượng trưng cho bóng đen thì giác tượng trưng cho cái gì quý vị? Ánh sáng. Nếu mê tượng trưng cho tội lỗi thì giác tượng trưng cho cái gì? Cho cái gì? Tội lỗi. Nó đối lập với gì? Hả? Giờ không biết. Thì cái này tội, cái này phước. Trời ơi, bên tội bên phước cũng nhớ thiệt tình. Phải hồi nào giờ mình nói làm đó có tội, làm kia có phước, đúng không? Vậy thì bên nay tội lỗi thì bên kia phước báo. Hiểu không? Thì sao nghe im rơ người ta? Cho nên chúng ta nghe nói là tội là chi, phước lại là chi, đeo mang chi hai cái gánh nặng như chì, đeo mang chi hai cái danh tự vô nghì. Ta chưa có giác ngộ cho nên chúng ta còn phân biệt. Mà phải như cái giác là gì? Là chơn. Giác là chơn, còn mê là gì? Tục. Chúng ta nghe nói là tục chơn á, tục đế, chơn đế. Đây, mê là ở trong tục đế, giác là về với chơn đế. Mà chơn đế là gì? Là nhất tâm. Chơn đế là nhất tâm bất loạn, còn tục đế là gì? Loạn tùm phèo. Hiểu không? Hiểu chưa? Đó, ai còn loạn là còn tục đế, là còn luân hồi. Như vậy thôi mình chấm 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 đi. Cái ở đây mình nói còn mê là còn luân hồi.
hết mê là giải thoát đó, được chưa? Bữa nay giảng có nhiêu đây rồi nghỉ. Dạy nhiều không biết gì cũng như không. Dạy nhiêu đây đủ vốn chưa? Đủ chưa? Chưa hả? Tham nè, tham này tốt. Như vậy thì bây giờ mình hiểu tại sao chúng ta tu chưa? Tại sao chúng ta tu, hiểu chưa? Ta tu là để ta từ bến mê sang bờ giác, ta từ bóng tối nè đi ra ánh sáng, từ cái xấu nè chúng ta tìm đến cái tốt, từ cái tục đế chúng ta mong được chân đế, từ cái loạn tầm phào chúng ta đến chỗ nhất tâm, từ chỗ luân hồi ta đến con đường giải thoát, hiểu không? Nói chữ giác vậy để hiểu chứ không biết tại sao tôi tu. Ai biểu tôi tu? Khi tôi tu là tôi ra khỏi bóng đen, là tôi không còn là cái người núp ló, nói sau lưng, ném đá vô tay, phải không? Còn bây giờ tôi ra giữa ban ngày ban mặt nè, có nghĩa là tôi mặc chiếc áo này là tôi dám khè với mọi người là đứng trước mặt nè, không đứng sau lưng nè, ai nói là nói thẳng nè, nói còn có quy phân nữa nè, chứ không phải nói nhiều chuyện ngồi chù xì à. Người ta nói mình cái mình cãi nè, có không? Đó, vậy đó, gọi là bước lên bờ giác. Mình nói mà người ta quay phim là hết chạy luôn, phải không nè? Chứ không chối tới nơi à. Từ cái chỗ này mà mình nói con không còn mê nữa, từ hành động, lời nói và suy nghĩ của con, đây ba nghiệp. Ở bên này cũng có ba nghiệp, bờ mê cũng có ba nghiệp, thì bây giờ bến giác có ba nghiệp không? Có không? Có. Bên giác cũng có thân, có khẩu, có ý, thì bờ mê nó cũng y vậy. Thân làm bậy, miệng nói bậy, ý nghĩ bậy, cho nên tầm bậy. Bây giờ thân làm đúng, miệng nói đúng chánh pháp, ý nghĩ đúng chánh pháp, nên an vui tự tại, gọi là cực lạc, hiểu không? Như vậy thì mình hỏi tại sao tôi khổ? Tại cái thân mày làm bậy chứ, hiểu không? Tại sao con khổ? Cái thân con thích làm bậy. Tại sao con khổ? Cái miệng con thích chỉ lộn. Tại sao con khổ? Cái ý con nghĩ tào lao. Tại con mê mờ cho nên con nghĩ như vậy. Thì tôi nghe có người nói như nè, thầy ơi con tu chưa được, hỏi sao vậy con? Trời ơi con nhớ cháu nội lắm thầy, con bảo đảm với thầy là thầy thấy đứa cháu nội con thầy thương liền. Sao dữ, con nó đẹp lắm, nó nói trời nó dễ thương lắm thầy ơi. Thầy nói con thương thôi chứ thầy bắt con mê rồi con bắt thầy mê nữa. Có nghĩa là mình mê mình cứ tưởng người ta cũng mê giống mình, hiểu không? Hiểu phải không? Có nghĩa là bản thân chúng ta tưởng rằng cái đó chúng ta thích là người khác thích. Cho nên thầy biết cái vụ đó. Đức Phật nói 49 năm ta đâu có nói lời nào. Ta nói lời nào lỡ các ông không có thèm, vậy rồi các ông không có tu theo ta thì sao? Ta nói ta không có nói lời nào hết đó. Các ông đến với ta nghe được cái gì thì hay cái nấy. Thì bây giờ chúng ta nghe nè, chúng ta nhìn nè nha. Bắt đầu tôi nói cái sáng. Trái đất của chúng ta hình bầu dục, như tạm thời mình vẽ méo méo vậy, giống trái cà đi. Rồi, như vậy thì bây giờ trái đất của chúng ta như vậy. Vậy thì nửa trái đất này nè, nó đang ở dưới ánh mặt trời. Ánh sáng này chính ánh mặt trời. Vậy thì bên đây nó tối, vậy thì bên đây nó tối, vậy thì nó có phải là nó là sự tối không? Không. Hả? Không. Nó có phải là nó là sự tối hay là nó bị tối? Nó bị tối. Vậy bên đây sáng có phải nó là sự sáng không? Không. Vậy là nó bị sáng. Tóm lại là cái trái đất này có sáng có tối gì không? Không. Có không? Không. Có hả? Không. Thấy chưa?
Tôi nói rồi mà. Không học là đuôi then, là đen thui. Trái đất này nó không tự tối mà nó cũng không tự sáng, nó bị sáng bị tối. Hiểu không? Vậy thì nó bị sáng bị tối. Vậy thì bây giờ mình nói cái hư không mà mé bên đây nè, bên đây là hư không ở ngoài trái đất nè, và đây là cái khoảng hư không nó nằm ngoài trái đất nè, nó có sáng có tối gì không? Có không? Không. Vậy thì bây giờ bên đây mình thấy không gian của mình sáng hay tối? Rồi giờ 12 tiếng đồng hồ sau nó sáng hay tối? Tại sao? Tóm lại ta nói là nó bị che. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu phải không? Có nghĩa là khi mà ánh sáng nó chiếu qua cái trái đất này thì nửa trái đất này nó che nửa trái đất kia, cho nên nó bị tối. Mà trái đất nửa trái đất kia nó bị tối, cho nên mình nhìn lên không gian mình cũng thấy tối thui. Từ cái chỗ này nó tối là do nó bị che. Vậy thì chúng ta bị mê hay là chúng ta mê? Bị mê hay là chúng ta mê? Trong đó chúng ta có chất liệu mê không? Có không? Lấy một ví dụ thử coi. Bây giờ cái này là cục 500, bỏ vô cái này hết không? Trời đất ơi. Hết không? Sao hết được cái này, cái mặn này sao hết? Vậy nếu cái này mà nó không có chất hết thì đưa 500 vô nó có hết không? Còn cái này nó có chất hết thì đưa 500 vô nó mới hết. Hết rồi nó có thả không? Nếu như chúng ta không có trong dòng luân hồi sanh tử, không bị luân hồi sanh tử nó quay chúng ta, thì cũng giống như chúng ta đang gá trên một cái cuộn quay vậy. Nó quay qua rồi nó quăng, nó văng chúng ta mất đi. Còn đằng này không có, nó quay quay mình dính cứ ngắt cả mắt. Vậy là tại mình có chất hết hay là tại 500 hết? Tại mình có chất. Này hỏi lại rồi. Giả sử như bây giờ bụi nó bay vô nó bám, vậy thì nó bám được cái nào và nó không bám được cái nào? Cái nào có chất bám nó mới bám. Hiểu chưa? Phật tử hiểu không? Vậy thì bây giờ con mê, con ngu, cho nên con là nhà sản xuất chất bám. Đúng không? Con là nhà sản xuất dầu hắt. Nó hắt ra cái gì là con hít cái này. Có nghĩa là ta rất là dễ hít. Bây giờ hỏi rằng tài sắc danh thực thì là ngũ dục, đúng không? Vậy thì tài, cái túi nó có bao giờ nó nói tiền ơi mày chạy vô đây không? Có không? Vậy mà bây giờ mình trong túi có tiền không? Vậy là tiền nó tự chạy vô hay mình hít nó vô? Vậy do mình hít hay nó tự chạy vô? Thì người ta lấy mình có đưa không? Đồng tiền dính liền khúc ruột. Nó ở bên ngoài mà giờ này nó thành khúc ruột. Vậy là do đâu vậy? Do đâu? Do cái cục hít này này. Phải không? Hiểu chưa? Hỏi làm sao con giải thoát được thì bây giờ thầy chỉ cho, chứ còn nói dữ quá quý vị không biết cũng như không. Làm sao con giải thoát đây? Con ơi, cục hít này nó hết hít chưa con? Chừng nào cái cục hít này nó hết hít thì tự nó buông ra thôi chứ. Bây giờ sắc, bây giờ sắc nó sanh ra xét không? Sanh không? Mời quý vị nói với thầy, sắc sanh ra xét. Xét ăn sắc. Ăn chừng nào hết sắc, lúc đó cũng không còn xét. Đúng không? Phải không nè? Sắc nó sanh ra xét, xét trở lại ăn sắc, chừng nào hết sắc là hết xét. Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu luôn, không hiểu thì thôi. Bây giờ mình hỏi nè, vậy thì sắc này
với lại sắc này là một hay là hai? Hai, đúng không? Sắc này là sắc gì? Sắc đẹp. Sắc này là sắc gì? Sắc thép. Rồi, sắc kim loại, sắc thép. Như vậy hai cái sắc này nó có sinh ra thép không? Sắc kim loại mới sanh ra sét, đúng không? Sắc tơi nó mới sinh ra sét. Mà sét nó có trở lại ăn sắc không? Sét này không biết sờ nào quất luôn. Bây giờ cái sét này nó trở lại ăn sắc này, đúng không? Vậy thì cái sắc này nó có sinh ra sét không? Trời ơi, nó sét còn dữ hơn nữa. Trời ơi, mấy cô gái cổ ra đường xẹt xẹt xẹt, do cái chỗ đó nó mới sinh ra nguyên một cục xét. Mà cái cục xét đó chừng nào mà nó ăn hết sắc này thì mới hết xét, hiểu không? Chỉ nói vậy thôi nghe, chứ thầy không biết cục nào à. Có nghĩa là cái cục sắc này nó phải sinh ra xét thì nó mới bị xét ăn. Trời ơi, hay ghê gớm. Tư duy cái chỗ này hay ghê gớm. Còn sắc này mà nó không có tính chất sanh ra xét là bảo đảm không có cái gì ăn nó. Mà không có gì ăn nó hư không? Không hư, thấy chưa? Bắt đầu thầy nói cho nghe nè. Sắc này nó có tham không? Tham nó có ăn sắc này không? Nó có ăn cho xấu luôn không? Sắc này mà nó tham là nó giống quỷ đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Cái sắc này nó sanh ra tham, từ tham cho nên nó xấu. Sắc này nó đẹp, nó sanh ra tham, tham cho nên nó xấu. Sắc này nó sanh ra sân, do sân cho nên nó xấu. Sân chính là xét, xét trở lại ăn sắc. Hiểu chưa? Nó hay xíu điều chảy nước miếng luôn. Từ cái chỗ đó mà ta tư duy, ta quán chiếu tại sao ta mê. Ta mê là bởi vì ta không biết. Mê là ngu, mà ngu là không biết. Ta thấy sự vật hiện tượng nhưng không bao giờ ta quán chiếu nó là ta, ta là nó. Ta chưa hề quán chiếu, ta chưa hề đặt mình vào trong cái đối tượng đó. Cho nên ta tưởng rằng ta là người biết, nhưng mà không, ta là người mê. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả chúng sinh còn đắm chìm trong biển khổ sông mê, có mắt cũng như mù, có tai như điếc, cả một đời thấy tất cả mà không hề thấy gì, nghe tất cả mà như không hề nghe gì. Ghê gớm không? À, tại sao vậy? Tại ta còn trong bờ mê. Đơn giản, con không biết, hỏi cái gì cũng không biết. Mà giác là biết. Bây giờ hỏi nè, kiểm tra nè. Phật tử ơi, mô Phật. Đâu phải kêu anh em ơi đâu mà ơi. Kêu Phật tử ơi thì phải mô Phật. Phật tử ơi, Phật tử từ cái thế giới nào đến cõi ta bà ha? Biết không? Một không? Phật tử ơi, sống chừng nào chết? Không biết. Phật tử ơi, chết đi về đâu? Ba không? Cái này mới đi học nè. Từ đâu ta đến, đến chừng nào đi, đi rồi sẽ đi đâu, không biết. Cái thế giới này là cái nhà trọ của chúng ta, là ta bà nè. Cái cõi ta bà này là cái quán trọ của chúng ta. Từ cái chỗ nào ta đến, ta như người bất hồn không hề biết. Đến chừng nào đi cũng không biết. Chừng nào hết thở mới đi. Mà đi là đi đâu cũng không biết. Có nghĩa là cái tiến trình chúng ta nó mê mờ như người mù không hề biết ba giai đoạn. Từ đâu đến, đến bao lâu, đi về đâu.
Vậy đó mà Đức Phật dạy rằng ai mà ngồi mà tư duy cái điều này mà ngộ được thì gọi là ngộ đạo. Nhưng mà ngồi tư duy cái việc này có sanh ra trí tuệ hay là bi quan thì nó có hai hướng. Ngồi suy nghĩ nó không ra thèm chết. Sao mình ngu dữ vậy? Chết cho rồi, sống chi chật nồi. Rồi có người sẽ vượt ra khỏi cái chỗ đó để tư duy. Và như thế, có một người hỏi rằng: Đức Thế Tôn cho con biết cái việc này, Ngài không cho con biết, con nghĩ tu. Đức Thế Tôn hỏi: ví như một người bắn cho ông một cái mũi tên, ông rút mũi tên đó ra, ông so vết thương, hay là ông cầm mũi tên đó, ông không rút, ông hỏi đứa nào bắn? Cái cây tên này nó vót bằng cái cây gì? Chặt ở đâu? Cái đầu tên nó làm bằng gì? Ông hỏi chưa xong chết rồi. Hiểu không? Mình được quyền hoài nghi, ngu mới nghi. Nghi là do ngu, nó nằm bên đây nha. Mời quý vị nói cho thầy nghe, nghi là ngu. Ngu mới nghi. Đại nghi đại ngộ. Chưa ngộ chết rồi. Có nhiều người đụng cái gì cũng nghi, nói rằng con đại nghi đại ngộ, chưa ngộ chết rồi. Chưa mở ra được gì. Bây giờ ta hỏi ta là ai, ta đi tìm quá khứ, thì trong nhà thiền dạy rằng đừng đi tìm quá khứ. Vì sao vậy? Quá khứ đã qua rồi, phải không? Mơ ước đến tương lai thì nhà thiền dạy rằng đừng mơ đến tương lai. Vì sao vậy? Tương lai thì chưa tới. Có nghĩa là dạy bài rõ ràng luôn. À, hãy an trú thực tại, giải thoát chính là đây. Ngay chỗ này, trong giây phút này, giải thoát hay không, chuyển cái mê sang ngộ hay không, là chỉ cần tích tắc. Hiểu chưa? Tích tắc. Cũng như cái đèn mình có sẵn, là đèn pin mình có sẵn, mình cầm sẵn cái nút vậy nè. Vậy mà mình không bao giờ mình đẩy lên cho nó sáng đó. Mình chỉ cần đẩy lên là nó sáng, mà mình không bao giờ biết đẩy lên, mà cứ cầm đó đó. Cũng như là cái micro này mình nói được nè. Vậy mà có người đưa micro vô cái cầm nè, nói không có được. Chữ nghĩa nó bay mất, lưỡi nó còn lẹo nữa. Thầy mà lấy micro không kịp, dám cắn lưỡi lắm á. Có nghĩa là ngay chỗ đó ta mở miệng thì ta nói, nhưng mà không biết nói gì. Trong cuộc đời này cũng vậy. Do ta si mê cho nên ta không biết ta phải làm gì. Từ cái vấn đề này, cho do vậy mà chúng ta phải quy y Tam Bảo, chúng ta phải nương tựa Phật. Như vậy thì ta nương tựa Phật ở góc độ nào? Con mê cho nên con tìm bờ giác, con gần bậc toàn giác để con được từng phần giác. Đức Phật là đấng toàn giác. Con quy y Phật để con nói rằng gần đèn thì sáng. Vậy thì ở đây con học đạo giác ngộ, mà Thế Tôn Đức Phật là đấng toàn giác. Ngài như mặt trời sáng rọi vô lượng vô biên thế giới. Con nương nơi ánh sáng này để con được phần giác. Phần giác có nghĩa là con học được phần nào là con giác phần nấy. Giả sử như hôm nay quý vị học được cái chữ giác là quý vị được một chữ. Phật tử hiểu không? Hiểu chưa? Chúng ta học một chữ, ta được một chữ gọi là phần giác. Mai này con học hết những gì Đức Thế Tôn dạy thì con có thể được là gần bằng Phật, bởi vì Ngài dạy mà. Ngài dạy nếu mà con bằng Ngài thì chắc là chưa đâu. Nhưng mà trong những lời của Ngài dạy, nó như ngọn đuốc soi đường cho con đi, là con đi từ bến mê sang bờ giác. Vậy thì bây giờ cái mở đầu tiên của chúng tôi chính là cái gì? Theo quý vị thì tôi mở cái gì cho quý vị biết đây? Bên đây là không biết, bên kia là biết. Bây giờ tôi mở cái phước đi ha. Tôi mở cái phước trước đây nha.
Nói như thế, hồi nãy tôi đưa ra cái trái đất này với mặt trời soi vào để tôi nói với quý vị, trái đất này không sáng mà cũng không tối, phải không nào? Trái đất này không sáng mà cũng không tối, vì bản thân nó không tự sáng và bản thân nó không tự tối, được chưa? Hiểu không? Vậy thì quý vị cũng như thế, quý vị cũng không tự sáng, quý vị cũng không tự tối. Bản thân chúng ta như hư không. Bản thân chúng ta như hư không. Nếu chúng ta không gặp cái xấu, chúng ta có xấu không? À, chúng ta không gặp cái xấu thì lấy đâu mà xấu? Bây giờ hỏi cái chân quý vị có chân nào dính bùn không? Có không? Hay là nãy đi ngang qua cái chỗ bùn mà dính là nín hình? Nếu bây giờ cái chân chúng ta không dính bùn có nghĩa là sao? Chúng ta đâu có ở dưới bùn đâu dính. Nhưng mà bây giờ cái chân ai dính bùn có nghĩa là sao? Hồi nãy đi ngang ruộng, nó dính bùn mà chưa rửa. Thì giờ nếu chúng ta rửa thì còn dính không? Hết. Vậy khi chúng ta rửa rồi, chúng ta đi trên đường này không thì có dính lại nữa không? Mà chúng ta quay trở xuống ruộng còn dính không? Do chúng ta quay ruộng nó mới dính chứ. Như vậy thì cái này chúng ta không tự tối, chúng ta không tự sáng. Tối hay sáng là do gì? Do sự tương tác. Rồi, ngay chỗ này để chúng ta nói mê với giác, nói một phát thôi để dễ hiểu. Như vậy chúng ta biết gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không? Chữ phần mình chỉ cần thêm chữ gần nữa là được. Như vậy mình quy y Tam Bảo là để gần gũi Tam Bảo. Rồi bây giờ hỏi gần gũi Tam Bảo, bây giờ mình gần gũi để mình được cái gì? Quý vị có đi cầu hạnh phúc không? Có không? Rồi quý vị đi cầu hạnh phúc. Cái hạnh phúc của bên này đó, bên mê á, với hạnh phúc ở bên bờ giác giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Khác nhau cái chỗ nào? Chỗ bên kia cầu, bên đây khỏi cầu. Trước quốc. Bên này cầu mà có, bên này không cầu mà có. Không cầu mà có được mới lạ. Có khi nào quý vị không cầu mà tự có không? Có nhân mới có quả. Tại sao cô nói không cầu mà có? Nó lộn. Bên này cái quả hạnh phúc này với cái quả hạnh phúc này, có quả nào không cầu mà có không? Quả nào cũng phải cầu hết. Không cầu không bao giờ có. Bây giờ quý vị phải tu quý vị mới được an lạc, hay không tu được an lạc? Có tu mới được an lạc. Vậy thì cái kết quả an lạc đó là do tu mà ra chứ. Như vậy thì ở đây thầy hỏi quý vị, bên hạnh phúc này có tham không? Vậy thì bên hạnh phúc này có tham không? Tham. Ai mà nói không tham là trật. Ý ở đây thầy muốn nói tham bỏ không được. Ý ở đây thầy muốn nói tham không có bỏ. Có người nói là con phải diệt trừ cái tham, con cắt đứt cái tham. Thầy nói con chưa hề biết, con cắt con chết luôn. Cắt cái tham có nghĩa là chết. Vì sao vậy? Bây giờ quý vị không còn khởi ra cái ham muốn cái gì? Không còn khởi ra ham muốn gì? Thử coi quý vị đến chỗ chết không? Đừng có tưởng nhất tâm. Vậy thì nhất tâm là quý vị phải tham không? Tham dữ hơn người khác. Ở đây nếu ai mà muốn cầu nhất tâm giảng sanh Tây Phương thì cái người này có tham, tham ít hay tham nhiều? Tham nhiều lắm. Tham ghê luôn á. Là tại sao vậy? Tranh thủ hết thời gian là trời ơi, tham còn dữ hơn người khác. Như vậy thì làm sao mà cầu cái quả vị hạnh phúc này mà không tham mà có được chứ? Tham mà mới có. Nhưng mà đòi hỏi tham đúng hay tham sai thì ở đây mới nói nè, giác chính là biết, phải không nè? Giác chính là biết. Chúng ta tham là để chi vậy? Chúng ta học hỏi để chúng ta làm đúng phương pháp. Cái hạnh phúc này nó là một hạnh phúc đúng phương pháp. Còn cái hạnh phúc bên này cũng tham nhưng mà nó sai phương pháp. Đơn giản vậy thôi. Hiểu không? Thay vì ở bên này mình mong cầu hạnh phúc, mình đi tìm hạnh phúc, nhưng thật sự ra khi chúng ta đi tìm thì đã khổ chưa? Khổ chưa? Khổ.
Chúng ta đi tìm là chúng ta khổ, khởi ra một tâm niệm là khổ. Như vậy thì ở đây chúng ta đi tìm một phần khổ. Bây giờ chúng ta tìm, trong quá trình tìm là đã khổ ha? Khởi ra tâm niệm tìm là khổ. Một là khởi ra tâm niệm tìm là khổ. Trong quá trình đi tìm là khổ. Hai, tìm được là khổ. Ba, cái này là chúng ta là chất chồng cái khổ. Chúng ta chất chồng cái khổ, phải không nè? Giả sử như giờ hai vợ chồng mong cho có đứa con, có mong không? Cưới có mong có đứa con không? Cầu trời khẩn Phật, đi hết chỗ này đi tới chỗ kia. Lúc đầu thì nghĩ là từ từ, ai về sau cái 5 năm, 7 năm, 10 năm chết rồi có vấn đề rồi, đi tìm. Cầu xin hết chỗ này chỗ kia, đi tìm khổ. Tìm, trong quá trình tìm khổ ghê lắm. Có người là làm cái cách này, làm cái cách kia, khổ ghê gớm lắm. Và tôi chứng kiến rồi. Và đến lúc được rồi, khổ hơn nữa. Cái con cầu con khẩn này nè là cho con trời ơi nó ra. Có không? Phải không? Trời ơi, đi tìm nó được đứa con. Cái nói trời ơi, thầy ơi, nó là con cầu con khẩn á. Ai? Tiêu biểu là ai? A Xà Thế. A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La là một ông vua đức độ, đi cầu khẩn con cái. Ông là vua thì ông được, ông biết bao nhiêu thần thiếp, nhưng mà ông phải, bà hoàng hậu thùy mị quá, bà hoàng hậu đảm đang quá, bà hoàng hậu tuyệt vời quá, cho nên ông không thể tìm bà nữa. Vua Tần Bà Sa La cũng tội nghiệp chứ. Thì khi vua Tần Bà Sa La để cầu cho một đứa con, thì vua và hoàng hậu đi lên tới núi tuyết cầu một đứa con. Con mình là ai? Tiên Trường Thọ. Con mình mà cầu là tiên đó nghe, chứ không phải là cầu thư mở đâu. Nhưng mà giờ nói ông tiên này, hỏi chừng nào ông chết, ông làm con tôi nó không biết. Thôi ông chết lẹ đi. Ông trước sau cũng làm con tôi, mà giờ ông đợi tôi 70 tuổi mới làm con sao chịu nổi. Ông bà bác gì nãy mới vô thì ông 84 tuổi mới có con sao chịu nổi. Nhưng mà lúc này vua Tần Bà Sa La thì trạc tuổi 50 rồi. Nói ngài vàng khó giữ lắm, thôi ngài chết sớm làm con tôi đi, để ngài, tôi có thể 70 tuổi mà ngài được 20 tuổi, ngài có thể giữ ngai vàng được, chứ nếu không là nó giết á. Trên ngai vàng không phải giữ đâu. Như vậy thì cái vị tiên này vẫn biết tôi chết tôi làm con của ngài, mà cái người kia vẫn được người ta thông báo là ông có một mộng con, nhưng mà giờ này chưa chết. Chơi không? Chưa chết mà biết trước rồi. Từ cái chỗ này vua Tần Bà Sa La lên gặp vị tiên này mới thương lượng đó, thôi giờ ông chết sớm đi, kết quả như thế nào tôi chịu hết. Lúc mà muốn rồi đó, là hứa ghê gớm lắm. Cái gì cũng hứa được hết. Ông làm con tôi là cái gì tôi cũng chịu, ông muốn gì tôi cũng chịu. Thì khi ông chấp nhận, ông tự sát chết, có nghĩa là từ đó không ăn uống gì nữa, ngồi cho chết. Ngồi ép cho mình chết, cho nên nó khổ, nó đau đớn tới chừng nào. Vị tiên này quá trình đau đớn đó kết thành một cái sự thù hận. Sự thù hận cho nên tái sanh vào gia đình Tần Bà Sa La. Đến lúc ốm nghén thèm máu. Ở đây có ai ốm nghén thèm máu chưa? Cắt tiết canh chưa? Mà thèm máu ai? Thèm máu của vua, chứ không phải là thèm máu bình thường. Hoàng hậu mà thèm máu của vua, nói là được vua thương ghê gớm vậy, nhưng mà thực sự ra hoàng hậu dám nói là giờ thèm máu của vua không? Không nói, cho nên bà ốm mo tiều tị cho đến lúc gần chết. Gần chết luôn. Thì cái lúc gần chết, ông vua mới chạy vô tới giường hỏi giờ hậu muốn cái gì chậm cũng cho, nói giờ muốn uống máu. Lúc này ông mới cắt cái tay ông ra, ông nhỏ vô trong cái chén nước cho bà hoàng hậu uống, mà uống xong mới hết ốm nghén. Hết ốm nghén xong rồi đẻ ra như thế nào? Đẻ ra một đứa nghịch tử, lớn lên chỉ giết cha mà thôi. Lớn lên giết cha mà thôi. Cho nên giờ này có người nói thầy ơi con khổ với mấy đứa con quá. Biết rồi. Nói gì nữa. Tôi rành với cái vụ đúng.
Có không? Có phải không? Trời đất ơi, không có mang nợ mang nần gì đi kiếm cục nợ giờ này than. Đi vay nợ rồi than. Đó, đó là hạnh phúc của thế gian. Hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc trong sự khổ, hạnh phúc trong sự sai lầm, đi tìm kiếm cái sai lầm mà đòi sung sướng, làm sao có được. Bữa nay nè, ta hạnh phúc đi tìm sung sướng nè, ta giác ngộ, ta rõ biết đàng hoàng, ta đi tìm sung sướng nè, phải không? Vậy thì hỏi học khổ không? Khổ không quý vị? Học cực khổ không? Cũng như giờ quý vị đang ngồi nghe về khổ hả? Sướng sướng hả? Sướng học tới chiều nghe. Dám nó đổ mồ hôi rớt và đập chứ. Phải không? Ngồi gì là chân một chút xíu nữa là nó đau, nó muốn cúm luôn á. Chứ đừng có tưởng mà ngồi về mà sung sướng á. Tại vì mới vô tưởng nó sướng á. Lát nữa biết tay. Như vậy người ta học cũng khổ, nhưng mà cho đến cái hoa quả của nó thì thế nào? Rất là hạnh phúc. Vì sao vậy? Nhìn thấy rõ vấn đề. Ta học cho đến lúc từ cái nhục nhãn của cha mẹ sanh ra, ta học cho đến thiên nhãn là nhìn xa thấy rộng. Rồi bắt đầu ta học cho đến ta có một cái huệ nhãn là ta biết rõ sự vật hiện tượng, biết rõ giác từ từ nè. Con mắt chúng ta biết rồi, biết rõ sự vật hiện tượng vì có huệ nhãn rồi mà. Biết quá khứ, hiện tại, vị lai của nó luôn. Biết. Rồi bắt đầu thêm lên nữa là tới pháp nhãn. Pháp nhãn là của hàng Bồ Tát, là gì? Rõ biết sự sanh diệt của từng tế bào. Có nghĩa là biết tất cả các pháp đều do duyên, biết hiểu rõ các duyên của nó luôn. Rồi đó đến Phật nhãn là gì? Biết một cách tổng thể, không còn điều gì nữa. Như vậy thì nhờ cái học này cho nên biết, cho nên giác biết. Biết cho đến mà toàn giác là Phật nhãn. Có con mắt này là mắt Phật. Vậy thì con mắt của Phật có khác với con mắt của Thái tử Tất Đạt Đa không? Khác có nghĩa là nó màu đỏ chứ gì. Thái tử Tất Đạt Đa là tòng đen bên ngoài trắng. Còn hở mà thành Phật rồi thì tròng trắng bên ngoài đen. Chứ sao? Cặp mắt cũng y chang vậy, không có cái gì khác đó. Nhưng mà độ phân giải của nó khác. Cũng y như cái máy chụp hình á. Máy này với máy kia có thể là không cần phải thay đổi mẫu mã, mà thay đổi cái con chip bên trong á. Con chip bên trong là do học mà nên. Cái nhìn của một người nông dân với cái nhìn của một nhà kiến trúc hay là một nhà thương gia lại mua miếng ruộng. Người nông dân mua miếng ruộng là để cấy, cho nên nhìn thấy miếng ruộng dầu rằng gần đường nhưng mà nó hố nó sâu quá, nước nó tùm lum tà la, thì người nông dân trả miếng ruộng này 10 triệu. Hỏi tại sao trả 10 triệu ạ? Tại này gần đường. Thôi tôi làm ruộng không được, tôi nuôi cá. Gần đường dễ hốt lên cân cái đi luôn. Còn bây giờ một nhà kiến trúc người ta lại ta nhìn cái miếng ruộng này người ta trả 100 triệu. Hỏi sao trả 100 triệu? Nó là gần với mặt tiền, phải không? Tôi không phải mua miếng ruộng này mà tôi mua cái vị trí nó gần mặt tiền. Miếng ruộng này tại sao tôi trả 100 triệu? Đúng ra nó 200 triệu và 100 triệu tôi đổ đất. Mà tôi đổ đất lên rồi chi? Tôi làm cái khác. Từ cái chỗ mà người ta nhìn một miếng ruộng nhưng mà hai cái giá khác nhau, một giá có 10 triệu, bán không? À, ngay cái chỗ đó mà chúng tôi nói là từ cái chỗ học này nè, cái kết quả của nó khác nhau. Chúng ta có học rồi kết quả của nó sẽ khác nhau. Ta nhìn sự vật hiện tượng ta có khác nhau. Giả sử như giờ chúng ta không học thì chúng ta gây lộn, gây chửi, phải không nè? Đánh, đánh đập giống nhau, giết luôn. Tại sao vậy? Nóng quá. Cái này là mức độ tăng của ngu. Cái này gọi là ngu tăng. Hiểu chưa? Cái này là cái ngu nó tăng trưởng lên. Lúc đầu mới gây thôi,
gây xong bắt đầu lắc chuối, gây lộn là gây bình thường thôi, là bắt đầu lắc chuối là chạy ra tới đường chuối hả, chửi rồi bắt đầu giết nhau đánh, đánh rồi chưa đã nóng quá giết luôn. Vậy thì người này khôn hay ngu? Người này do cái ngu đó tăng trưởng, cho nên mình giết ta là mình còn sống không? Chết luôn. Vậy mà mình tưởng mình giết ta là mình ngon, mình giết ta cũng giống như mình giết mình vậy thôi. Người trí có làm vậy không? Có không? Hay quá. Người trí mà không làm vậy cũng đồng nghĩa giữ giới thứ nhất. Thấy chưa? Đệ tử Phật không sát sanh là bởi vì vượt qua khỏi cái ngu này. Còn người không vượt qua khỏi cái ngu này thì cái ngu này nó tăng lên. Và người ta tưởng đánh người khác là mình ngon, mà quên rằng đánh người khác cũng đồng nghĩa với lại mình đang đánh mình, mà mình đánh người khác một cái thì nó quýnh mình 10 cái. Vì có lời. Vì tất cả mọi thứ đều phải có lời. Của một đồng mà trả tới một lượng nữa. Người ta cho mình dai thì mới mốt mình trả còn nhiều hơn thế nữa. Vậy thì người trí nên cho dai cái gì để lấy cái gì? Vì mọi thứ đều có nhân quả mà. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Thấy mọi thứ đều có nhân quả không? Từ cái chỗ này tùy theo chúng ta, ai tạo cái gì thì cứ tạo. Bản thân của thầy có nhiệm vụ hướng dẫn quý vị, còn làm hay không là do quý vị. Thầy đến đây là hết. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Được chưa? Hả? Bữa nay ca không nổi, ca chìm không à? Hả? Hát không nổi. Năm nay năm mới à? Năm cũ hát, năm mới hết rồi. Năm cũ còn ngu, năm nay giác à? Năm cũ ngu mới hát, năm nay giác hết hát rồi. Thôi giờ quý vị hỏi cái gì trả lời chứ. Rồi mai này nếu chúng ta còn có duyên gặp nhau nữa thì trong tiến trình dạy như thế này, chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cho quý vị nắm được con đường đi mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đi như thế nào nó đúng đường, vì đạo Phật, chúng ta đi theo đạo Phật là đi theo con đường của Phật. Nhưng mà thật sự thầy Đức Phật là người chỉ đường. Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta Phật tánh của mình, đó chỉ cho chúng ta sự giác ngộ. 49 năm Đức Phật đi dạy, đi giáo hóa chúng sinh. Thấy không? Cho nên Đức Phật nói là người đệ tử của ta là hoằng pháp vi gia dụ. Chúng tôi có nhiệm vụ hoằng pháp. Đây là sự nghiệp, là bổn phận của tăng. Người thừa tự pháp để hoằng hóa chúng sinh. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta Phật tánh của mình. Vậy thì cái đạo này chính là giáo pháp của Phật. Cho nên chúng ta gọi là đạo Phật. Đạo này chính là giáo pháp của Phật. Bây giờ chúng tôi đi giảng pháp, có nghĩa là chúng tôi đi giảng đạo. Giảng đạo có nghĩa là gì? Chỉ đường. Tôi chỉ đường cho quý vị đi. Đi hay không là do quý vị. Thành hay không là do quý vị. Hạnh phúc hay không là do quý vị. Rồi như vậy thì cái phần chúng tôi nói chữ giác hôm nay là chúng ta tự giác rồi chúng ta mới giác tha. Được chưa? Được chưa? Mời quý vị nói theo chúng tôi. Điều hiểu biết. Không ai đi sai đường. Khỏi cần ai chỉ ai. Rồi xong. Được chưa? Nếu như mà thầy biết đường, thầy chỉ quý vị biết đường, quý vị chỉ người khác, cho đến lúc không còn ai không biết đường đi nữa, mình có phải dẫn ai đi tới chùa này nữa không? Bữa nay mình chỉ đường cho người ta đi tới chùa Long Viễn, ngày mai có người hỏi chùa Long Viễn chỗ nào mình chỉ, mai mốt người ta hỏi, cho đến một chục năm không còn ai không biết chùa Long Viễn nữa. Vậy còn ai phải chỉ đường nữa không? Rồi hết xong. Khỏe. Mạnh ai nấy đi, muốn đi đường nào đó đi. Như vậy ta gọi là giác hạnh viên mãn. Quá dễ mà. Dễ thì ghê luôn. Phải không? Đây là ba biểu tượng cuối cùng.
để chỉ quý vị, nay không có hát nữa. Đây ba biểu tượng cuối cùng. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà xung quanh đây có không? Đâu? Nhà dữ hả? Bây giờ Đức Phật A Di Đà phải cái tay này cầm hoa sen không? Phải không? Tay này cầm hoa sen, phải cái tay này đưa xuống không? Phải không? Rồi ai nói cho thầy nghe biểu tượng này có ý nghĩa gì? Tiếp dẫn chúng sinh. Phải không? Phải không? Đồng ý không? Cho một tràng vỗ tay. Như vậy là ý muốn nói là Đức Phật A Di Đà là ngài giác hạnh viên mãn, là ngài đi tiếp độ chúng sinh đó đúng không? Mà đi tiếp độ chúng sinh mà ngài không có nắm, ngài đưa vậy không? Ngài không có nắm. Vậy thì ngài không có nắm mình lên được không? Mình níu. Mình níu. Vậy là vấn đề quan trọng thầy muốn quý vị khai khẩu ra để quý vị nói là mình níu. Phật chỉ đưa tay thôi, còn nắm hay không là do mình, chứ không phải chạy lại shop đâu. Hiểu không? Hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ đó là cái ý nghĩa mà quý vị biết. Còn bây giờ thầy nói thêm hai ý nghĩa nữa nè. Bây giờ Đức Phật cầm cái hoa sen, phải không? Và bàn tay này Đức Phật đưa xuống thì cũng giống như ý nghĩa là cái này giữ, cái này buông. Cái gì nên giữ thì giữ, cái gì nên buông thì buông. Rồi quý vị nói với thầy, cái gì tốt thì giữ, cái gì xấu thì buông, mới về cực lạc được. Còn Phật tử, cái gì xấu thì giữ, cái gì tốt thì buông. Vậy thì về cực lạc hay về cực khổ? Vậy thì hỏi quý vị nha, thầy giảng hồi nãy giờ có dở hơn bà Tám ngoài chợ không? Có không? Không. Thầy giảng dĩ nhiên là phải hay rồi đúng không? Cho một tràng vỗ tay đi. Thầy hỏi quý vị nhớ không? Nhớ không? Nhớ ai nói lại giùm coi. Vậy chứ bà Tám là quý vị nói lại về ngon luôn á. Bà Tám ngoài chợ bà nói dở lắm mà có ai quên không? Bà quất cho mình một câu mà bà chửi mình coi quên không? Không phải nó nhớ một ngày nay đâu nha, mà một tháng sau quay trở lại ngay chỗ đó nhớ nữa. Một năm sau còn nhớ không? Nhớ, muốn đuổi nó ra dễ không? Không. Vậy thì rõ ràng mình đi ngược lại với những gì Đức Phật cho mình một thông điệp rồi. Con ơi, cái gì nở hoa mới nhớ con? Cái gì giống như hoa sen mới nhớ con? Mới giữ lại. Còn mấy cái khác buông đi con. Vậy mà mình mấy cái tào lao lại nhớ, mấy cái hay thì buông hết rồi. Có phải vậy không? Bạn bè tới đây bao nhiêu niềm vui buông hết trơn. Nghe bạn bè nói xấu sốc mình có một câu là nhớ luôn. Là về ôm cái câu đó, đi một ngày đàn học một sàn ngu. Rồi đó là thông điệp thứ nhất. Rồi cái thông điệp thứ hai mời quý vị nói thầy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác. Thấy không nè, nè Đức Phật A Di Đà ngày nói nè, bỏ các điều ác. Cái ông đưa cái tay này lên nói, làm các việc lành. Để cái hoa sen nè, cái hoa sen này là làm các việc lành. Hiểu chưa? Chứ không phải biểu mình bỏ hết. Thấy không? Ngài biểu mình bỏ các điều ác. Ở bên đây là làm các việc lành, chứ không phải đệ tử Phật mà nói thầy, thầy khuyên con là bỏ hết. Đúng hay sai? Trật lất. Cho nên biểu mình bỏ hết là trật lất. Bỏ hết là chết luôn. Con chỉ bỏ các điều ác thôi, con làm các việc lành. Như vậy con mới giữ thân tâm con trong sạch, đó là lời Phật dạy. Thấy không? Vậy là xong hai thông điệp phải không? Bây giờ thông điệp bây giờ gửi đến quý vị thông điệp thứ ba nè. Phải như ngài muốn độ chúng sinh là ngài ban cái lòng từ bi ngài cho chúng sinh đúng không? Phải không nè? Mà ngài muốn ban cái lòng từ bi ngài chúng sinh có nghĩa ngài phải có cái phước đúng không? Nếu ngài không có phước thì lấy đâu mà cho? Phải không? Bây giờ người muốn độ cô này đang đói, muốn độ cô này phải lấy gì đó cho cô này ăn đúng không?
cô này đang khổ, cô này đang đối về đời sống tinh thần vì cô khổ. Tại sao cô khổ? Ngu. Thì bây giờ mình phải có trí mình mới độ cái người bên đây được chứ. Cô khổ, cô nói thầy ơi chắc con chết quá thầy, chồng con phá sản. Hỏi sao nó phá? Con trời không biết sao quay qua quay lại tại nó gần chết. Ở chừng nào con hết khổ đó, chừng nào con không biết chừng nào hết, thì chừng nào con ổng đi rồi con mới hết được chứ. Ổng còn thì quay qua quay lại còn rảnh nợ thôi, vì cái cục nợ đó còn à. Quay qua quay lại cá độ đá banh, quay qua quay lại quánh bài, đá gà, quánh đề, tất cả những thứ đó mượn nợ thì bây giờ sao? Trả. Còn không trả thì mấy giang hồ vợ từ đó thương chồng cho nên trả, mà trả bữa nay được thì sao? Bữa sau nó làm nhiều hơn. Và cứ như thế, khóc thôi chứ biết làm sao. Bây giờ hỏi thầy, thầy nói làm sao? Thầy sợ cái cảnh đó rồi thầy mới đi tu. Con gan hơn thầy, con lao vô giờ này con khóc cái gì? Phải không? Phải thầy sợ cái cảnh đó thầy đi tu không? Trời đất ơi, thầy trốn rồi mà giờ con hỏi thầy có phương pháp gì không? Thầy mà có phương pháp ở ngoài rồi. Hiểu không? Trời đất ơi, thầy có phương pháp ở ngoài lấy vợ rồi. Do thầy thấy bí đường đi tu chắc. Trời ơi, nó ngang trái lắm quý vị. Hỡi ông chồng mà lo làm ăn thì coi chừng bà vợ phá sản. Hỡi bà vợ lo làm ăn thì coi chừng ông chồng phá sản. Nó làm như âm dương điều hay sao? Thấy không? Ít có vợ chồng nào mà đồng tâm hiệp sức, hai vợ chồng đồng đi làm lắm. Cho nên hôm tôi ra Đà Nẵng tôi giảng, mà tôi ra Quảng Trị tôi giảng, thì hai vợ chồng đó là anh đó là giám đốc doanh nghiệp, anh chở tôi về mà hai vợ chồng đi thì chỉ là kế toán trưởng. Tôi mới nói là tôi khá khen anh chị vì ông làm giám đốc bà làm kế toán như vậy ổn rồi, chứ còn ông là giám đốc mà bà ở nhà đó thì nguy hiểm. Nguy hiểm cái chỗ nào? Ông giám đốc này thế nào ông cũng coi chừng trời ơi, mà nếu ông không trời ơi thì bà trời hở. Có nhiều người làm lo cho vợ cho con, quay trở về vợ con hư hết rồi. Như vậy khổ không? Ông tắt thắt cổ tự giận chết. Hỏi sao vậy? Ngu. Như vậy thì bây giờ nếu như mà Đức Phật A Di Đà là một đấng cứu độ chúng sinh mà Ngài không có trí tuệ, Ngài cứu được không? Có không? Vậy thì quý vị ở đây muốn cứu người ta, quý vị không có trí tuệ cứu được không? Có nước cứu đầu người ta đó, chứ không phải là cứu, mà trở thành là cứu. Hiểu không? Quý Phật tử thường dùng lộn từ lắm. Đức Phật cứu, mà quý vị đâu có nói cứu đâu, quý vị nói cứu con. Phật ơi cứu con. Trời ơi chắc này đưa búa tạ cứu cho mày mà cứu nữa. Cái tội mày ngu quá chịu không nói. Nếu mày tránh vỏ dưa mày còn quất vỏ dừa nữa. Cho nên ở cái chỗ này chúng ta muốn cứu độ chúng sinh, đòi hỏi chúng ta phải có phước, lấy phước ban cho, đúng không? Y như cam lồ mình rải lên nữa. Vậy thì nếu như mà mình có cam lồ mà mình rải lên thì sao? Mình mới cứu được chứ. Mình muốn nói cho người ta nghe trước, mình phải độ cho người ta ra. Mình phải có cái gì mình cho người ta. Cho nên quý vị nói theo thầy, có thực mới giựt được đạo, không có thực không có đạo. Không có thực là nó bỏ đạo. Cũng vì lý do này mà có những cái tôn giáo bạn của chúng ta, trước khi muốn đem cái đạo của mình đến cho mọi người thì tôn giáo đó đem cái phương tiện cho người ta trước. Cho nên thầy có những vùng sâu vùng xa, thầy phải tổ chức cho Phật tử ủng hộ cho thầy để chi vậy? Tới đó thầy có cái món quà nhỏ nào đó biếu cho người ta khác. Này tình cảm, chứ đừng có nói thủ tục đầu tiên. Hiểu không? Hiểu không quý vị? Cảm ơn quý vị. Cái đó là thầy nói vùng sâu vùng xa, còn cái vùng này là quá trời rồi. Cho nên là cái vùng này không có. Ta phải lấy cái chỗ này ta chia sẻ cái chỗ kia, biết không? Mình là gọi là cái gì? Trung tâm. Mà trong cái bài kệ thì nói là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng trơn nhập đạo đó. Trong cái bài sám quy mạng đó, thì ở đây chúng ta là sanh phùng Trung Quốc. Trung Quốc là hồi xưa thì mới đọc cái câu đó thầy tưởng là sanh qua Trung Quốc. Trời ơi, sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là sanh vào cái chỗ mà cái đời sống nó phồn vinh. Cái đất nước này nè, mình sanh ngay chỗ thành phố này nè, là sanh phùng Trung Quốc rồi đó. Trưởng ngộ minh sư là mình gặp được các bậc minh sư dạy cho mình giáo pháp.
Quý vị hiểu không? Hiểu rồi ha. Rồi thôi, cuối cùng nhắc lại quý vị cái thông điệp của Đức Phật A Di Đà cũng như thông điệp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài ra đời để chỉ Phật tánh của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ra đời để chỉ Phật tánh cho chúng ta. Nhớ nghe, Ngài chỉ là người thầy chỉ cho chúng ta. Còn đi hay không là gió. Được chưa? Ổn không? Cái thứ hai là Đức Phật A Di Đà. Thông điệp của Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca hướng dẫn. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà cũng như là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật A Di Đà cũng giống như hóa thân, được chưa? Vậy thì Đức Phật A Di Đà vẫn mang thông điệp bỏ các điều ác, làm các việc lành, giữ thân tâm trong sạch. Đức Phật A Di Đà vẫn mang cho chúng ta một thông điệp rằng: này con ơi, cái xấu hãy bỏ đi, phải không? Và nếu con muốn độ chúng sinh, con phải có cái phước. Vậy thì con vì thương chúng sinh, vì lòng từ bi mà con phải lao động hết sức mình. Thân khẩu ý của con phải lao động cực lực, để chi vậy con có cái phước con mới đem ban rãi cho chúng sinh được. Còn con không có phước thì làm sao con ban rãi cho chúng sinh. Con ơi hãy ráng học đi con, giáo pháp của ta không có nhiều lắm đâu. Học đi con, chừng tâm đời là thuộc. Nếu như mà con không học thì 1 tỷ đời cũng không bao giờ thuộc được, phải không? Nếu ai học chỉ cần tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Chúng ta có học là chúng ta hiểu thôi, mà có khi chúng ta chỉ hiểu là chúng ta thực hành được. Do vậy chúng ta học, chúng ta mới ban cho chúng sinh trí tuệ. Chúng ta có làm, chúng ta có phước báo, chúng ta mới ban cho chúng sinh lòng từ bi. Thì Bồ Tát Quan Âm cũng như vậy, Ngài nhúng nước cam lồ, Ngài rải cho chúng sinh. Cũng giống như rằng: con ơi, muốn khởi lòng từ bi của mình, hãy đem phước của mình mà rải cho chúng sinh, đem trí tuệ của mình mà cho chúng sinh. Hiểu không? Đây là bậc giác ngộ. Giác là mang đi cho, chỉ cho người ta, chỉ cho. Giác là mang cho, chỉ cho. Và giác này là Đức Thế Tôn đã đem cho. Hiểu không? Đem cho mình. Còn nếu như ở bên đây mình mê là cái gì cũng không biết. Hỏi tại sao lớn lên có chồng? Không biết. Không biết là khổ hay vui? Khổ. Cái tội không biết ngu, chu dung chết luôn con. Hiểu không? Mình không biết thôi chứ biểu thầy ơi, thầy thôi tội nghiệp, thầy thương con. Thầy nói thầy mà thương con cho thầy trả ra. Thầy đưa tay như vậy nè con, con mà lại con rút thầy một cái ra tới đường luôn, lên xe bông luôn. Có không? Có không? Thầy có đưa tay không? Thầy đưa tay là thầy rút lên đó con. Chứ thầy đưa tay con nắm là thầy chết. Cho nên thầy thấy Đức Phật A Di Đà vậy chứ vẫn không dám đưa tay. Phải không? Thầy chỉ đưa tay như là bỏ các điều ác, làm các việc lành, chứ không hề dám đưa tay để cứu độ chúng sinh. Con mà lại gần thầy rút tay lại. Nói như cái bà kia, bà nói là con đi chùa riết chồng con bị nhỏ nào vớt rồi thầy. Hỏi vậy sao vậy kỳ vậy con? Nó nói trời con giận dữ lắm mày. Giờ này con muốn đi tu luôn. Con nói đi tu con có phát nguyện lớn, con độ chúng sinh không? Nó phát nguyện, con dũng mạnh phát nguyện, con độ tất cả chúng sinh, trừ vợ nhỏ chồng con ra. Đó, phát nguyện mà còn chừa đó theo. Chứ đừng có tưởng là phát hết nha. Ở đây có không? Ở đây đi tu riết có chuyện đó xảy ra không? Mình đi chùa riết nhỏ nào canh me dớ lột. Tức quá mình đi tu luôn. Giờ này mình nguyện độ tất cả chúng sinh nhưng chừa nhỏ đó ra. Rất cảm ơn quý vị với lòng thành của quý vị, mong rằng quý vị giác ngộ cho nó được tròn vẹn. Chứ đừng có giác một phút còn một phút để lại. Hôm nay hàng phục được chúng con từ đầu thành ảnh lễ xin phát mặt. Tâm đi tìm hình bóng đâu xa.
khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phương, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao giáp giao mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa néo mê danh lợi sắc tài, làm thân